Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đêm 1 tháng 3 năm 2022. Thời tiết khu vực tỉnh tiếp tục có xu hướng nắng nhiều, không khí hanh khô, chưa xảy ra nắng nóng nhưng không khí khá oi bức, nhất là thời điểm trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, riêng khu vực phía bắc của tỉnh mức nhiệt cao hơn từ 31 đến 33 độ. Thời điểm sáng sớm và đêm, mức nhiệt phổ biến từ 24 đến 26 độ, tiết trời mát mẻ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối từ 74 đến 79%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu, ngày 2 tháng 3 năm 2022, mực nước cao nhất 390 cm xuất hiện lúc 15 giờ 30 phút, thấp nhất 95 cm xuất hiện lúc 7 giờ 45 phút.